Hello, chào anh em. Thì hôm nay thì do nhu cầu là chim thay lông hết trơn rồi, giờ nhà cứ chăm chim non rồi. Và làm thêm một số lồng, sẵn tiện đây thì nói chung là cũng chia sẻ cái cách làm cái lồng của mình. Nói chung là nếu anh em không có biết làm thì mình làm lâu, thứ nhất là hai mình ráp cái lồng nó không có đẹp, lộn tới lộn lui. Thì hôm nay sẽ chia sẻ anh em cái cách làm cái lồng ráp ha. Nói chung là mấy cái lồng ráp, thứ nhất là nó đảm bảo cho anh em là về rẻ tiền, trong giá thành nó ổn, nó thấp. Tại vì mùa này mình ra nhiều chim con anh em, mình để là nuôi thì cái số lượng lồng của mình nó không có đủ. Còn nếu mà mua lồng cũ thì nó hay bị dính những cái tật, những cái này, nhất là đáy nó hư. Thứ hai là anh em xài nó sẽ bị dính một số bệnh. Nói chung là do người ta nuôi á, nó bị dơ á. Rồi những cái tiệm chim nó hay ra những lồng mà cũ, nói chung là nó bỏ phế, anh em về rửa cừa, chùi rửa kỳ cọ này cái nọ, nó cũng mất thời gian. Mình thấy nó cũng giống như làm cái lồng mới thôi. Nên là cái ý tưởng của mình là mình sẽ mua lồng ráp, về ráp tự tay mình làm lên, rồi sau đó mình thiết kế cầu đậu này kia nó phù hợp để cho trên thằng non nó đậu nó đảm bảo ok, sức khỏe hơn. Rồi thì không vòng vo nữa, thì giọng đệ ha, hướng dẫn em cách ráp. Thì đối với lồng ráp thì anh em mua về thì anh em phải đánh nhám hết các vành, đánh nhám bằng giấy nhám mịn đó, giấy nhám cây á, giấy nhám ngàn á, anh em đánh cho nó bóng, nó mịn. Để chi? Chút thứ nhất là nó hạn chế những cái dâm á, dâm nó sẽ xước vào những cái chân chim nè, đùi, cánh, dùng chim con mà nó sẽ bay nhảy á, nhiều thì dễ bị nếu anh em không đánh nhám. Và đặc biệt là nó sẽ phá đuôi những chim trại than của anh em. Giai đoạn mà thay lông mà anh em không đánh nhám mấy cái nang lồng là nó bay nhảy chập nang, là đánh vô là bị phá đuôi, đuôi nó bị tưa đó. Chính vậy trại than mình nó không đẹp, nó không đẹp thì nó không giá trị đó. Thì mình phải bắt buộc phải đánh nhám. Còn cái nang lồng thì anh em khỏi đánh, mình thấy nó mịn rồi. Nang lồng người ta làm rất là kỹ, tốt, nên là nó không cần phải đánh, mình đánh với vanh thôi. Thì đầu tiên anh em ráp thì anh em ráp cái cửa trước ha. Thì mình dùng hai nang mình ráp cái cửa trước. Và đặc biệt anh em chú ý cái vanh á. Cái vanh ở trên, phía trên cùng đó là cái vanh cửa, thì nó sẽ có cái đồ để gắn cái cửa. Còn ngay cái cửa thì anh em quan sát kỹ là cái lỗ nó sẽ to hơn so với cái vanh, trên cái vanh á, sáu lỗ nó sẽ to hơn so với bình thường, để kéo cửa lên kéo cửa xuống á, anh em chú ý xíu. Và cái vanh cuối cùng á, cái vanh sát với đích là cái vanh cuối cùng của đáy lồng á, sát cái đáy lồng á là cái vanh nhiều nang, nang đơn và nang đôi. Cái mặt dưới là nang đôi, mặt trên là nang đơn ha. Nang đơn có nghĩa là nó lỗ nó bình thường, còn nang đôi là anh em thấy nó nhâm á, khoảng cách nó đôi á, nó nhỏ. Ví dụ như bình thường một nang là khoảng cách nang đơn là 1 cm, thì kia nó nữa đó. Thì anh em nhìn thấy cái nào lỗ nhiều là nằm dưới, hai thằng lỗ nhiều nằm dưới đó, để nói cho anh em nắm. Còn mấy thằng mà không có lỗ nhiều thì anh em cho nằm ở đâu cũng được, tiện nên cỡ ha. Thì tiến hành ráp xong cái cửa, đầu tiên là anh em ráp sọt lỗ là ở cái cửa trước. Anh em làm sọt nang ở cửa là khoảng cách là 6 ha. Sau cái cửa anh em đếm là 6 lỗ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rồi số 6 là xuống một cái nang. Cứ như vậy anh em ráp vòng ha. Nó sẽ có lồng 68 thì nó sẽ có tất cả đều 6 và một cái 8 ha, để anh em nhớ. Khoảng 10 cái là 6, 10 cái khoảng 6 và một cái khoảng 8 này, 8 lỗ. 1 2 4 5 6 7 8. Thì thường là cái khoảng 8 á, anh em nên để nó nằm ở phía sau lồng á. Là anh em đánh một vòng khoảng như 1 2 4 5 5 cái, 5 cái khoảng 6 rồi, anh em quay lại. Đánh cái bên trái, dù anh em ráp bắt đầu ráp bên phải phải không? Sọt lỗ trong bên phải thì khoảng 5 cái khoảng vậy. Rồi anh em quay lại bên trái 5 cái khoảng vậy thì nó sẽ lùi ra thằng 8 lỗ là nó nằm ở giữa luôn, là cái lồng anh em nó tự nhiên nó chuẩn form lại đẹp thôi. Đấy. Thì sau khi mình làm hết mấy cái vanh dưới rồi, mình lên vanh nóc. Thì vanh nóc thì anh em chú ý ha. Thì mình lên vanh nóc thì cái vanh to nhất là nó sẽ nằm ngoài cùng.
đó thì anh em sọt, anh em nhớ là anh em nhìn cái lỗ á, cái diện tích mà cái trên cái vanh á, mà cái lỗ á, anh em thấy nó nằm ở dưới cái bề dày của miếng tre á. Cái thạch tre nhiều là nó nằm trên, cái thạch tre mà nó ít so với cái lỗ mà mình đang nói, cái lỗ là tính giữa cái vanh chứ gì. Thì cái ở cái nào mà cái thạch tre nó nhiều á là nó nằm dưới, còn cái nào thạch tre nhiều nằm trên, cái thạch tre mà ít á nằm dưới. Nói chung là mục đích là anh em sọt làm sao mà cái sọt vô cái nang tre nó bẻ xuống á, còn anh em mà để cái thạch tre mà ít anh em mà để nằm trên là anh em sọt cái sẽ cái vanh của anh em á, cái nang tre của anh em nó sẽ từ từ nó nhổng lên, cái nóc lồng nó sẽ hướng lên mà nó không cong xuống thì cái lồng của anh em sẽ xấu không đẹp đó, anh em lưu ý ha. Rồi thì anh em cứ sọt, đầu tiên mình cứ sọt cái nó sẽ cái sáo trước ha, cứ vào nang sáo sọt hết đều hết nang sáo đó là vô được cái sườn rồi. Anh em tiếp tục, anh em đi cứ từ nang sáo đó ngay cửa, anh em cứ bỏ một lỗ rồi vô một lỗ ha, là vô thứ hai, điểm lỗ thứ hai, một hai thứ hai là xuống lỗ, xuống nang liền, rồi cứ rắp đều hết số hai là anh em ổn hết, tại vì số hai nó sẽ vô cái cục nóc ở trên đó. Anh em chọt vô là được cái khung chắc rồi, rồi sau đó anh em kéo cái vanh xương lại ha, kéo vanh nó đều lại để mình dội dễ sọt. Sau đó mình sẽ tiến hành mình ráp tiếp, mình xuống cái nang tiếp theo, đó là cái nang không có chính, đó là cái nang số 2, số 1. Hồi nãy mình phải bỏ khoảng trống gì, giờ còn phần nào khoảng trống thì mình cứ vô. Và anh em lưu ý ha, mình trong quá trình mình làm cái lồng á thì anh em nhớ là khi anh em không làm nữa, anh em bận công chuyện gì đó thì anh em nên kéo cái vanh nó đều tương đối với nhau ha, chứ anh em đừng có để một cục ở dưới là anh em bỏ là nó sẽ bị tre. Mà anh em để theo hình dạng nào đó là khoảng chừng nửa buổi là nó sẽ bị uốn cong, là nó mình kéo kiểu mình kéo nó kéo cả nào kéo nó cũng không đẹp như bình thường. Rồi lưu ý tiếp anh em đó là khi mà mình bẻ cái vanh trên nóc, anh em cố gắng anh em bẻ cho nó đều nhau ha. Anh em bẻ đều thì cái nóc của anh em nó bo tròn đẹp, nó nhìn nó đẹp, thấy không? Còn anh em mà bẻ cái vanh nó cái ngắn cái dài thụt ra thụt vô nhìn nó xấu không thẩm mỹ ha, thì cái form lòng em nhìn nó không đẹp đấy. Rồi thì cái khoảng cách lòng mà để mình nói anh em nắm luôn là ở dưới á, mình sẽ thường mình sẽ chia các vanh á nó khoảng cách như thế này, ở từ trên xuống cái vanh đầu tiên của mình á là khoảng cách nó là 8 cm ha, lấy thước đo đàng hoàng luôn, 8 cm. Rồi cái vanh thứ nhất xuống cái vanh thứ hai là mình chia là 10. Rồi cái vanh thứ hai xuống vanh thứ ba từ trên xuống nha là chia 10 tiếp tục. Rồi sau đó cái vanh từ ở dưới lòng lên á, cái vanh từ dưới lòng lên á là mình chia là 5 thôi. Đó, mục đích 5 để cho nó ngắn, để cho cái khoảng giữa anh em gắn bộ đỡ cầu cống á cho nó rộng, cái cửa mình kéo lên rộng thì mình cho chim nó tắm ra vào lòng tắm nó sẽ ổn hơn, nó rộng hơn. Còn nếu anh em gắn cái khoảng giữa mà nó nhỏ khoảng 10 thì nó nhỏ quá, thì anh em kéo cửa nó có xíu à thì cho ra lòng tắm nó khó khăn. Thì này là điểm để mình lưu ý anh em. Rồi sau khi cái lòng hoàn thiện thì mình chích keo ha, mình đo theo kích thước của mình á, mình chích keo sắt 5x2, chích hết cái này như mình rồi cho nó cứng cố định rồi xong hết. Rồi anh em tiến hành là gắn cái nang đầu ở dưới, xong anh em gắn cái bộ móc cái đáy lồng á, nó như mình á thì mình đang vẽ độ móc đáy lồng á. Anh em nào mà chưa biết thì mình quay sát trong video á, mình có vẽ cho anh em xem á, anh em vẽ tập làm theo ha. Nó thì còn cái gắn cái bộ đỡ cầu và độ đỡ cống thì để mình chỉ anh em luôn, là anh em điếm từ cái cửa, cái rìa của cửa anh em điếm khoảng cái khoảng trống á, khoảng 13 khoảng trống, gắn ngay cái khoảng trống 13 là cái bộ đỡ cầu. Rồi sau đó là cứ cách hai cái khoảng trống là mình gắn cái bộ đỡ cống, thế là ok. Nó giống như video làm, anh em làm như vậy là ok. Rồi sau khi cái bẻ móc này xong hết rồi thì mình tiến hành gắn cái bộ giống và nậm với móc. Thì cái này quá đơn giản rồi, mình cũng không có hướng dẫn em. Anh em nào chơi chim thì cái phần gắn nậm với móc này thì rất đơn giản rồi,
mình sẽ không hướng dẫn ha. Và quét nhớt thì mình đã có cái video làm lòng dừa thang, mình đã quét nhớt rồi, thì mình thường sử dụng cái lòng nhớt đó, mình sử dụng là nhớt dầu máy may hay dầu trắng. Vì sao? Vì nó màu trắng mà nó thấm vào tre, nó sẽ lên cái chất tre, cái màu lên sới tre rất là đẹp. So với anh em mua mà các loại nhớt quét lòng hiện tại ở bán thị trường, nó không có bằng xi nhê so với lòng dầu máy may đâu nè. Hôm qua anh em quét thử lên rất ok luôn, mà giá thành lại rẻ nữa đó. Rồi thì cái giống á, thường anh em mua á, nó sẽ như này, nó sẽ bị cong lại, anh em gắn không có được. Chính vậy thì anh em sẽ ngâm nước nóng ha, hoặc là nước ấm ấm, anh em ngâm khoảng chừng 30 giây, 40 giây hoặc 1 phút, rồi anh em bẻ ra, giống như làm trong video đó. Đó, bẻ cho nó giãn ra sau đó mình sẽ gắn ha. Thì gắn anh em lưu ý cái cửa là mình gắn xong cho nó chéo cái cửa đó, sao cho nó gắn chứ đừng có gắn ngay cái cửa nè anh em. Nếu mà anh em gắn cái bộ gánh mà ngay cửa thì cái lòng mình nó sẽ bị nén bên đó. Đấy, thường là gắn là gắn xéo nó giống như bây giờ gắn xéo cái cửa ở giữa đó, vậy là nó gắn đều cái lòng sẽ đẹp, nói chung nó sẽ phơm cái lòng mình hơn, nhìn nó tôn dáng cái lòng đẹp hơn. Đấy, thì sau khi gắn xong mình gắn bộ nậm vô, nậm móc này, thì nậm móc này là mình mua nha, mình mua ở trên mạng mua về mình xài, chứ của nậm móc của người ta cho sẵn combo thì nó xài ổn thôi chứ nó xấu không đẹp. Nó mình thì mình thích xài hàng đồng hơn, nậm móc đồng. Nói chung là cái lòng mặc dù là nó không có giá trị không cao, nhưng mà công làm với mình độ lên là nó rất là ok nha anh em. Rồi xong này thì đi quét dầu thôi, xong rồi quét dầu phơi nắng chừng 2-3 nắng rồi lên màu rất là đẹp. Chung cái lòng này anh em nghĩ nó lên màu nó sẽ như thế nào, chung là nó sẽ có màu truyền thống đậm, lên màu đậm điên luôn nè. Và xài mình cũng đã làm 5-2 năm nay rồi, chung là nay mình có cái lòng khoảng 3 năm mà, của cái lòng ráp này, chung lên màu rất là đẹp, màu đen mà của tre á, đen nứa tre, chung màu đậm đen đẹp lắm. Đấy, và quay tổng quan sơ bộ cho anh em xem ha. Đây thành quả, chung mà nhìn nó cũng nét lắm chứ bộ chứng tỏ tay nghề của mình cũng lên cao rồi đó. Rồi thì đây là cái video làm lòng của mình để dành nuôi nhốt những con chim non của mình, hàng non của mình đó. Anh em thấy hay chung like đăng ký kênh đó. Cảm ơn em.